Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền Hình Việt Nam. Hôm nay là thứ tư ngày 9 tây tháng 10 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video hai của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ và hai bài bình luận. Xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên. Đây là một bức tâm thư của một người Mỹ trẻ nói về Kamala Harris và Donald Trump. Là một trong những người đầu tiên trong gia đình, đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Tôi cảm thấy như thể mình đang gánh trên vai gánh nặng của cả gia đình, thế hệ và tương lai của mình khi đi bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu của tôi chưa bao giờ chỉ là về bản thân tôi. Đó là về những gì mang lại cho gia đình và cộng đồng của tôi cơ hội sống sót tốt nhất. Kamala Harris không bao giờ là một người giải phóng cộng đồng của tôi. Nhưng ngay lúc này, trong cuộc bầu cử này, bà ấy là mục tiêu của tôi. Mục tiêu của tôi là ngăn Donald Trump và các đồng minh MAGA của ông ta tiến gần đến tòa bạch ốc. Tôi nhớ đã thấy nỗi đau trong mắt của cha tôi. Khi lệnh cấm người Hồi giáo của Trump có hiệu lực, là con gái của những người nhập cư Mexico, Iran. Những cuộc tấn công dữ dội của Trump chống người nhập cư, kỳ thị Hồi giáo trong suốt 4 năm tại nhiệm trước đây, đã trở thành lời nhắc nhở liên tục và dữ dội về cách đất nước này đã tàn nhẫn tấn công vào cuộc sống của những người tôi yêu cuộc bầu cử năm nay cũng không khác gì. Mỗi lá phiếu đều quan trọng. Và nếu cuộc thăm dò gần đây cho thấy điều gì, thì đó là cuộc đua cực kỳ sát nút giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và Trump sẽ đi đến hồi kết khó khăn. Khả năng rất thực tế về một nhiệm kỳ Tổng thống khác của Trump đã khiến tôi phải vất vả với cuộc sống của gia đình, bạn bè và cộng đồng của tôi. Nhiều người trong số họ là người nhập cư không có giấy tờ. Họ sẽ như thế nào đây nếu Trump tay đắc cử? Tôi không có ấn tượng rằng Kamala Harris là một người hoàn hảo. Nhưng tôi không đấu tranh với bà ấy. Tôi đấu tranh để thay đổi con người của bà ấy và tư tưởng của bà ấy. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris vào ngày 5 tây tháng 11 năm nay. Nhưng lá phiếu của tôi không phải là lời tuyên bố tình yêu của tôi dành cho Kamala Harris hay sự chấp thuận của tôi dành cho bà ấy. Đó là về việc đưa ra lựa chọn có chủ đích để chọn sân chơi cho 4 năm tới mà thế hệ của tôi và tôi sẽ bị buộc phải tổ chức theo cách này hay cách khác. Dưới những kỳ đầu tiên của Trump, những người không có giấy tờ trong cộng đồng của tôi đã rút lui trong sợ hãi vì không nơi nào họ cảm thấy an toàn thậm chí không phải là một chuyến đi đơn giản đến cửa hàng tạp hóa nguy cơ bị chặn lại nhắm mục tiêu bởi bộ máy thực thi pháp luật hung hãn mà chính quyền trump củng cố đã đủ để buộc nhiều người phải quay trở lại bóng tối ở yên đó hàng ngàn gia đình không thể thoát khỏi các cuộc tấn công của trump các trung tâm giam giữ đã tồn tại dưới thời cả tổng thống cộng hòa và dân chủ đã phình to ra dưới thời trump Mọi người đều làm mục tiêu của Trump, trẻ em, cha mẹ, ông bà. Cho đến ngày nay vẫn còn những đứa trẻ chưa được đoàn tụ với người thân sau khi bị tách khỏi vòng tay cha mẹ theo chính sách không khoan nhượng của Donald Trump. Chúng đã sống những năm tháng tuổi thơ bị ném từ phòng xử án này sang phòng xử án khác, khi nhiều bậc cha mẹ đấu tranh để giành lại quyền nuôi con. Khi nghĩ về cuộc bầu cử năm nay, Tôi ước chi mình không cảm thấy sợ hãi về cuộc sống và tương lai dưới thời Trump. Nhưng tôi đã tự hỏi mình một cách nghiêm túc rằng liệu cộng đồng của tôi có thể sống sót sau điều đó một lần nữa hay không. Là người lớn lên trong một gia đình nhập cư, tôi biết đây không phải là suy đoán hay cường điệu đơn thuần rằng Trump và Đảng Cộng hòa MAGA có kế hoạch gây tổn hại cho cộng đồng của tôi trong số nhiều đề xuất chính sách tàn bạo khác. Các chính sách chống nhập cư được nêu trong dự án 2025, được thiết kế để chia cắt các gia đình trên khắp đất nước này, cả ở biên giới và cả chính ở các tiểu bang và thành phố mà chúng tôi gọi là nhà. Donald Trump đang nhắm đến tất cả mọi người. Ông ta sẽ nhắm đến việc tước bỏ tình trạng pháp lý bằng cách chấm dứt chính sách DACA. TBS ân sáng nhân đạo và các chương trình cứu sinh khác đã hỗ trợ hàng trăm ngàn người hiện đang sống, làm việc và chăm sóc gia đình họ tại đất nước này. Các trại giam giữ người nhập cư và trục xuất rộng lớn được thực hiện dưới thời chính quyền đầu tiên của ông ta. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua về những gì ông ta có thể làm trong nhiệm kỳ thứ hai. Khi ông ta hứa sẽ sử dụng quân đội để tiến hành các cuộc đột kích trên toàn quốc tại những nơi chúng tôi đang sinh sống làm việc và cầu nguyện để nhắm vào bất kỳ ai bị nghi ngờ là không có giấy tờ đây là thực tế mà tôi đang phải đối phó với tư cách là một cử tri trẻ từ một cộng đồng nhập cư đối với tôi quyết định bỏ phiếu năm nay của tôi không phải là để ủng hộ một ứng cử viên hoàn hảo vì bà phó tổng thống kamala harris không phải là một con người hoàn hảo tôi vô cùng phẫn nộ trước cách bà ấy áp dụng các luận điểm và luận điệu của đảng cộng hòa khi nói đến vấn đề nhập cư trong khi vẫn phớt lờ những lời kêu gọi chấm dứt nạn diệt chủng ở gaza và ngừng gửi vũ khí cho israel mà tiền thuế của người mỹ đã phải trả tuy nhiên tôi biết những cách tôi đã thấy phong trào tiến bộ của chúng ta đã thành công trong việc thúc đẩy đảng Dân Chủ trước đây. Vào năm 2012, phong trào của chúng ta đã buộc chính quyền Obama phải khuất phục trước ý chí của chúng ta. Khi chúng ta giành được chương trình hoãn hành động đối với trẻ em nhập cư qua chính sách DACA. Chương trình đã bảo vệ hàng trăm ngàn người nhập cư khỏi mối đe dọa bị trục xuất. Tổng thống Obama đã không làm điều này vì lòng tốt của mình. Ông ấy đã làm như vậy vì các phong trào của chúng ta yêu cầu và từ chối giảm bớt áp lực ngay cả khi ông ấy còn tại nhiệm. Và năm nay, chúng ta cũng đã buộc chính quyền Biden cung cấp quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người nhận đa ca thông qua đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng và đã đạt được một thành tựu to lớn khi chúng ta giành được sự bảo vệ cho những người phối ngẫu không có giấy tờ của công dân Hoa Kỳ để giữ cho các gia đình có tình trạng hỗn hợp được ở bên nhau và thực tế là những thành tựu này không đến dễ dàng trong một sớm một chiều chúng đòi hỏi áp lực không ngừng các hành động chiến lược và nhiều năm qua thì mới có thể hành động đủ chiến thuật để chống lại mọi mục tiêu chính trị từ những kẻ có tư tưởng bài ngoại là một người trẻ tuổi có di sản đến từ những người đã vượt qua sông, qua biên giới và đại dương để bảo vệ những người chúng tôi yêu thương. Tôi đã phải truyền tải ý nghĩa của việc di chuyển có chủ đích qua những vùng nước đầy sóng gió. Sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào khả năng chiến lược hóa những kẻ tìm cách áp bức chúng ta. Tôi không có ấn tượng rằng Kamala Harris là một người hoàn hảo, nhưng tôi không đấu tranh với bà ấy. Tôi đấu tranh chỉ để thay đổi bà ấy. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris. Nhưng lá phiếu của tôi không phải là lời tuyên bố tình yêu hay sự chấp thuận của tôi. Đó là về việc đưa ra lựa chọn có chủ đích để chọn sân chơi cho những năm tới mà thế hệ của tôi, văn gia đình của tôi, bạn bè của tôi sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Cuộc bầu cử này khiến tôi cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết để đấu tranh cho tương lai mà cộng đồng và thế hệ của tôi xứng đáng được hưởng chúng ta xứng đáng có những ứng cử viên thực sự phản ảnh các giá trị của chúng ta trên lá phiếu mỗi ngày tôi cam kết đấu tranh cho tương lai đó nơi các điều kiện có lợi cho chúng ta nơi chúng ta đã tích lũy đủ sức mạnh của nhân dân và quyền lực chính trị để thực hiện những thay đổi mà cộng đồng của chúng ta cần tôi đang bỏ phiếu cho bản thân mình cho cộng đồng của mình cho thế hệ của mình cho đất nước của mình và cho tương lai mà tôi tin là có thể và một bản tin Hoa Kỳ kính thưa quý vị. Bà Susan Rice gọi Donald Trump là khỉ đầu hàng vì thần phục Putin trong vấn đề Ukraine. Kính thưa quý vị, cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ bà Susan Rice đã đưa ra những lời chỉ trích gây gắt vào ngày thứ Năm đối với Donald Trump và chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của ông ta vì Trump muốn xoa dịu Tổng thống Nga ông Vladimir Putin trong cuộc xâm lược đang diễn ra ở Ukraine. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã ví Donald Trump với Thủ tướng Anh Neville Chamberlain, người có chính sách đối ngoại thất bại, nhưng lại mang lại lợi ích cho Adolf Hitler. Susan Rice chia sẻ với Lawrence O'Donnell của MSNBC rằng những nguyên tắc cơ bản của an ninh quốc gia rằng nước Mỹ cần phải mạnh mẽ rằng chúng ta cần phải sát cánh cùng các đồng minh. Chúng ta cần phải bảo vệ các giá trị của mình. Chúng ta phải thực hiện những gì mình nói chưa bao giờ bị đặt dấu hỏi một cách nghiêm túc. Và rồi Donald Trump xuất hiện là người thực sự giống như Neville Chamberlain của đảng Cộng Hòa. Ông ta là người chỉ muốn xoa dịu những kẻ thù của nước Mỹ. Ông ta là một con khỉ đầu hàng. Và đó là những gì chúng ta đang thấy trong cách tiếp cận của ông ta đối với Ukraine. Chamberlain đã thực hiện chính sách thỏa hiệp trong nhiệm kỳ Thủ tướng Anh của mình vào những năm trước Thế chiến thứ hai. Trong một nỗ lực bất thành nhằm ngăn chặn tên độc tài Đức Quốc xã Hitler mở rộng quyền kiểm soát của Đức đối với châu Âu và tiến hành chiến tranh với Vương quốc Anh. Donald Trump từ lâu đã bị cáo buộc có mối quan hệ kỳ lạ với Putin và gần đây đã từ chối ủng hộ chiến thắng của Ukraine trước Nga. Susan Rice nói với O'Donnell Ám chỉ đến nhiều lần Donald Trump khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ Tòa Bạch Ốc rằng chúng ta đã thấy ông ấy dễ dàng chịu khuất phục trước những lời nịnh hót của Tập Cận Bình và nhiều người khác khi điều đó có lợi cho ông ấy và phục vụ cho lợi ích cá nhân của ông ấy. Đó là lý do tại sao đã có hơn 700 đảng viên dân chủ cộng hòa và độc lập, những nhà lãnh đạo an ninh quốc gia cấp cao. Những người họ đã cùng nhau phản đối Donald Trump và ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris. Tài liệu này được ký bởi các quan chức quốc phòng hiện tại và trước đây, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và ừ. William Cohen những người Cộng Hòa từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Dân Chủ Barack Obama và Bill Clinton, cũng như cựu Giám đốc CIA Michael Hayden. Susan Rice cho rằng an ninh quốc gia có thể là vấn đề trung dung của cả hai đảng và kết luận rằng bà Kamala Harris có tính khí, trí tuệ, tầm nhìn và kinh nghiệm để trở thành một tổng tư lệnh mạnh mẽ và hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên. Còn Donald Trump, ông ta không có những thứ này. Tôi kêu gọi người Mỹ đủ thành phần, màu da, sắc tộc. Hãy góp lá phiếu bầu cho bà Kamala Harris để giữ vững nền dân chủ tốt đẹp của chúng ta. Và chúng ta bắt đầu bài bình luận thứ hai vào cuối chương trình hôm nay kính thưa quý vị. Với nhan đề Melinda Franz Guest, tại sao tôi ủng hộ Kamala Harris? Chính thưa quý vị, sau khi ly hôn với ông Bill Gates, bà Melinda France Gates đã có hàng tỷ đô la riêng. Bà có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Bà từng nói rằng bà là một người phi đảng phái. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Quan điểm của bà đã thực sự thay đổi. Và người khiến bà phải thay đổi quan điểm chính trị không ai khác cả. Đó chính là kẻ nguy hiểm nhất nước Mỹ, Donald Trump. Melinda France Gates không muốn gây phản ứng dữ dội từ các chính phủ trên toàn cầu, chưa nói đến việc bất đồng quan điểm với Washington bằng cách ủng hộ một người có thể thắng hoặc có thể thua trong một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Vào năm 2021, quan điểm trung lập đó của Melinda France Gates đã đảo ngược 180 độ, Cuộc ly hôn của bà với ông Bill Gates là một quả bom tấn trong xã hội Mỹ và hậu quả của nó vẫn còn lan rộng nhiều năm sau đó. Và bà đột nhiên có thêm hàng tỷ đô la riêng. Bà có thể làm bất cứ điều gì bà muốn. Và năm nay bà quyết định từ chức khỏi tổ chức từ thiện mang tên mình. Điều đó có nghĩa là bà có thể tự lập một chương trình nghị sự chính trị của riêng mình. Và sau hơn một thập niên giữ thái độ trung lập, được lên kịch bản một cách cẩn thận, thì giờ đây bà đã làm những gì bà muốn làm kể từ khi tòa án tối cao lật ngược phán quyết rô kiện quỳ. Đó là bà lao đầu vào chính trị và bắt đầu chiến đấu vì quyền của nữ giới. Ở tuổi 60, bà Frances đã tái tạo lại chính mình một cách đáng ngạc nhiên với tư cách là một nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ. Bà đã ủng hộ các ứng cử viên chính trị, trao hơn 13 triệu đô la cho các nhóm ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của phó tổng thống Kamala Harris. Để nhóm của bà nói chuyện với các cố vấn của bà Harris về một sự kiện chung và công khai ủng hộ quyền phá thai. Đây là một vấn đề mà bà đã hạ thấp trong nhiều thập niên qua bởi vì nó quá căng thẳng về mặt chính trị. Những người thân cận với bà cho biết rằng sự thay đổi của bà Franz Geist không phải là do khoảnh khắc đột phá mà là do phản ứng trước những thay đổi trong xã hội Mỹ và trên thế giới. Việc tòa án tối cao bảo thủ cực đoan, lật ngược phán quyết Roe kiện Wade đã thúc đẩy bà hành động. Đây là lý do chính yếu. Melinda Franz Geist nói rằng Bây giờ tôi có thể tự mình đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc ủng hộ hay không ủng hộ một chính trị gia nào đó. Bà Franz Guest không phải lúc nào cũng là người bảo vệ các giá trị tự do quyết liệt như bà tự nhận mình ngày nay. Lòng nhiệt thành mới của bà đối với những đóng góp chính trị nó đã lên tới 7 con số. Nó không phải là một phần trong tính cách tự nhiên của bà, thưa quý vị đó là một trong những nhà lãnh đạo của quỹ bill and melinda gates không chấp nhận rủi ro bà đã nhấn mạnh đến nhu cầu phải có sự xuất hiện của lưỡng đảng nhưng mà ngày nay một số đảng viên dân chủ đã phàn nàn riêng rằng bà đã không đưa ra quan điểm mới của mình sớm hơn trong thời kỳ donald trump nắm quyền và khi quyền phá thai bị suy yếu ví dụ trong khi bà france gates có mối quan hệ thân thiết với bà Hillary Clinton. Nhưng mà bà không lên tiếng ủng hộ bà này làm tổng thống trong cuộc đua với Donald Trump. Bà cho biết rằng lúc đó Bill và tôi luôn giữ kín việc chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho ai trong các cuộc bầu cử. Trong vài năm qua, bà Frances đã tăng đáng kể số tiền quyên góp của mình cho các nhóm tiền đen tự do chủ yếu ủng hộ đảng Dân Chủ và đặc biệt trong chu kỳ bầu cử này thì bà ngày càng cảm thấy thoải mái hơn khi làm như vậy một cách công khai hơn thực hiện các khoản quyên góp khổng lồ cho các siêu pack của đảng Dân Chủ khi được hỏi liệu bà có suy nghĩ lại về việc đã không giúp đảng Dân Chủ chống lại ông Trump nhiều hơn trong các chu kỳ bầu cử trước đây hay không bà Frances cho biết là bà không nghĩ như vậy và nói rằng điều duy nhất khiến tôi hối tiếc là đã không tài trợ cho nhiều ứng cử viên đang thúc đẩy chế độ nghỉ phép có lương cho gia đình trước khi tổng thống Biden thúc đẩy không thành công việc này trong dự luật năm 2021. Bà Frances bắt đầu mở rộng dấu ấn chính trị của mình. Chẳng hạn như năm nay bà đã thuê một cựu trợ lý chính trị của ông Biden là Natalie Montelongo để giúp bà trong việc quyên góp chính trị. Nhưng quan trọng hơn là bà chịu ảnh hưởng từ hai người con của mình là những người đã yêu cầu bà cần ủng hộ mạnh mẽ hơn cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử này. Con trai của bà, Rory, là một nhà tài trợ đầy tham vọng của đảng Dân Chủ, là người đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia về công nghệ chính trị và tham dự một cuộc họp của Liên minh Dân Chủ một mạng lưới các nhà tài trợ lớn cấp tiến điều phối các khoản quyên góp của họ. Và người con gái Úc của bà là cô Phoebe, vừa tốt nghiệp đại học Stanford và có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội tập trung vào bảo vệ quyền phá thầy. Cô ấy đã tự đóng góp 6 con số cho các hoạt động chính trị của mình với sự giúp đỡ của các cố vấn chính trị cá nhân. Có rất ít nhà tài trợ lớn tự do mới nổi lên kể từ những ngày đầu của kỷ nguyên Trump. Vì vậy, những người gây quỹ của đảng Dân Chủ bắt đầu coi bà Frances và hai đứa con của bà là một trong số ít những nguồn vốn mới. Sau khi bà Kamala Harris lên nắm quyền đề cử của đảng Dân Chủ, bà Frances Gates đã thậm chí còn tham gia nhiều hơn, siêng năng hơn Bà đã quyên góp gần mức tối đa hợp pháp là 929.600 đô la cho một chiến dịch của Kamala Harris vào tháng 7. Bà Frances Gates cũng đã thảo luận với chiến dịch của Kamala Harris về việc tổ chức một sự kiện vận động tranh cử cùng với bà Harris về nền kinh tế và các chính sách nhằm giúp đỡ cha mẹ và những người cần được chăm sóc khác. Khi được hỏi bà sẽ chi bao nhiêu tiền cho cuộc bầu cử năm 2024, bà Frances Guest cho biết là bà sẽ không đưa ra con số cụ thể, nhưng chỉ nói là rất lớn. Ngày nay, thưa quý vị, bà Frances Guest vẫn cố tình tránh sử dụng thuật ngữ quyền phá thai. Bà không gọi như vậy, mà chỉ gọi là quyền tự do sinh sản của nữ giới. Và bà nói rằng tôi tin rằng người phụ nữ nên có quyền quyết định tự quyết định có nên sinh con hay không và khi nào sinh con họ phải có toàn quyền lựa chọn và tự đưa ra quyết định cho cuộc đời của chính mình các chính trị gia không nên là người quyết định để áp đặt lên nữ giới mỹ và cho phép họ sinh con khi nào tôi không chấp nhận điều đó việt linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai xin kính chào